theo luật là như thế này, như này là làm luôn, là chúng tôi làm cái ảnh này rồi, rồi cái giá nó sẽ có tôi đâu có tiền chứ. Xe đấy thì lắm cả kiểu hạ mua xe chạy rồi thôi, đéo biết được. Xe chở một bóc gỗ thì nó cứ được ngồi trên cái điện thôi. Tôi không chống đối với chủ tôi. Xe to xe dài đúng không? Ừ. Xe gỗ đấy là nó phải xe to dài. Tầm 7 mấy tấn thì không phải là xe bé rồi. Sợ thật.